thầy bói thôi miên người khác làm gái mại dâm. Tòa án ở Nhật Bản ra phán quyết buộc một nữ thầy bói đền bù gần 100 triệu yên cho một phụ nữ vì kiểm soát tâm trí nạn nhân và buộc cô làm gái mại dâm. Theo thông tin của tờ Sankai Shimbun hôm 18 tháng 1, thẩm phán Sotaro Tomuro của tòa án quận Tokyo cho biết nạn nhân bị nữ thầy bói thôi miên, bước chân vào nghề bán thân và bị cướp khoảng 100 triệu yên. Thẩm phán đã bác bỏ các tranh luận của luật sư bào chữa rằng nguyên đơn tiêu xài hoang phí và nợ tiền xem bói hơn 100 triệu yên. Nữ thầy bói đã tiêm nhiễm nỗi sợ hãi vào nạn nhân bằng cách khiến cô tin rằng cô đang gánh một món nợ khổng lồ, sau đó kiểm soát và buộc nạn nhân phải giao ra số tiền lớn. Vì bị bị cáo sai khiến, nạn nhân đã rơi vào trạng thái mất nhân cách, thẩm phán Tomuro nói. Theo thông tin của tòa án, người phụ nữ trên tìm đến sự giúp đỡ của thầy bói qua điện thoại khi cô đang gặp nhiều rắc rối, ví dụ như ly hôn, vào năm 2008. Hai người thường xuyên trao đổi cho đến khi nạn nhân chuyển vào một căn hộ do bị cáo làm chủ vào năm 2011 và bắt đầu làm việc tại một nhà thổ ở quận Shimbashi. Theo lời kể của nạn nhân, kể từ khi cô chuyển vào căn hộ, nữ thầy bói kiểm soát tâm trí tôi bằng cách nói những thứ như cô sẽ phải đền bù rất nhiều tiền, bởi mùi hôi thối trong căn hộ, cô không thể đưa ra những quyết định sáng suốt vì từng hút cần sa trong quá khứ. Cô phải làm theo lời tôi, hoặc nếu làm theo lời tôi, mọi thứ sẽ diễn tiến tốt đẹp với người đàn ông mà cô thích. Tôi bị yêu cầu phải làm việc trong nhà thổ và phải giao nộp toàn bộ tiền bạc. Tôi đã đưa bà ta hơn 100 triệu yên, nạn nhân nói tiếp. Phiên tòa đã đưa ra phán quyết cuối cùng dựa trên 5 điểm chính trong vụ án. Thứ nhất, người phụ nữ bắt đầu sống trong căn hộ mới vào tháng 3 năm 2011 theo sự chỉ dẫn của nữ thầy bói. Thứ hai, bị cáo liên tục đe dọa nạn nhân về mùi hôi thối trong căn hộ cùng món nợ khổng lồ, nhưng vấn đề này không hề có thật. Thứ ba, nữ thầy bói yêu cầu người phụ nữ làm việc tại nhà thổ thể chiếm đoạt số tiền lớn. Thứ tư, bị cáo buộc nạn nhân thực hiện hành vi bán dâm bằng cách đe dọa rằng món nợ đang tăng lên, hay cáo buộc nạn nhân là một tên trộm và dọa báo cảnh sát. Cuối cùng, người phụ nữ phải nộp hơn 90 triệu yên kiếm được qua hoạt động mại dâm cho bị cáo.